Ở buổi hôm trước thầy đã dạy cho các em hai dạng bài toán về tỉ số phần trăm. Buổi hôm nay thầy dạy cho các em bài toán thứ ba là tìm một số khi biết a phần trăm của nó. Thì trước khi dạy bài toán này thì thầy sẽ nhắc lại chương trình lớp 4 và bài toán liên quan. Ví dụ như bây giờ 3 phần 4 của a là bằng 6. Bây giờ chúng ta phải tìm a. Đây là dạng bài toán của lớp 4, tìm một số khi biết giá trị phân số của nó. 3 phần 4 của A, đầu tiên chúng ta hiểu 3 phần 4 của A có nghĩa là gì? Có nghĩa là số A chúng ta chia làm 4 phần và chúng ta lấy 3 phần. Chia làm 4 phần và chúng ta lấy 3 phần thì được 6 đơn vị. 3 phần 4 của A có nghĩa là chia 4 và lấy 3 thì được 6. 6 đơn vị. Như vậy 3 phần được 6, vậy chúng ta muốn tính 1 phần thì chúng ta lấy 6 chia cho 3, và muốn tính cả số A thì là 4 phần nhân với 4 thì bằng 8. Tương tự 2 phần 3 của một số A nào đó là bằng 20. Bây giờ chúng ta phải tìm A. 2 phần 3 của A có nghĩa là số A, đây là số A thì chia làm 3 phần và chúng ta sẽ lấy 2 phần thì được 20 đơn vị. 2 phần ứng với 20 đơn vị, và chúng ta muốn tính 1 phần ta lấy 20 chia cho 2, và muốn tính A thì chúng ta phải tính 3 phần thì nhân với 3 thì bằng 30. Đây là toàn bộ cái phần toán liên quan của lớp 4. Thì bây giờ chúng ta xem làm bài toán này như thế nào. Thì bây giờ chúng ta có thể dễ dàng làm như sau. Những cái này chúng ta đã làm thông thạo rồi. Thì chẳng hạn 3 phần 100 của A là 6. Bây giờ chúng ta phải tìm A. Thì tương tự như trên, thì chúng ta thấy 3 phần 4 của A là 6, thì ta muốn tính A thì ta lấy 6 chia cho 3 và nhân 4. Chia cho 3 để tính 1 phần và nhân 4 để tính A. Có nghĩa là lấy 6 chia cho từ nhân với mẫu số. Thì bên này cũng tương tự, 3% 100 của A là 6, có nghĩa là số A bị chia làm 100 phần và 3 phần của nó thì 6 đơn vị. Vậy chúng ta lấy 6 chia cho 3 thì chúng ta tính ra 1 phần và nhân với 100 thì chúng ta tính ra toàn bộ số A, vì A chính 100 phần. Và chúng ta hoàn toàn có thể thay 3% này bằng 3% này. Vậy 3% của A là 6 thì muốn tính A ta lấy bằng 6 chia cho 3 và nhân với 100. Vậy từ đây chúng ta có ngay công thức. Chúng ta thử tương tự, nếu như 5% của số A là 10 thì chúng ta sẽ tìm ra 5% này chúng ta hoàn toàn nhìn bằng 5 trên 100. Thì chúng ta muốn tìm 1 phần thì ta sẽ lấy là 10. Lấy 10 chia cho 5 để tính 1 phần và nhân với 100 thì chúng ta tính ra 100 phần, không thể tính ra A thì bằng 200. Vậy A bằng 200. Như vậy, thực chất của cái bài toán tìm một số khi biết phần trăm của nó này chính là bài toán lớp 4. Nhưng nó đặc biệt hơn là các phân số này đều có mẫu số bằng 100 và chúng ta ghi hiệu bằng phần trăm thế này.